Chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái cây, đó chính là cái cây nghệ tâm, hoàng thảo nghệ tâm. Thì trước thì em cũng giới thiệu một cái cây, đó chính là nghệ tâm, một cái cây nghệ tâm hoa trắng tím họng vàng. Đấy, cái cây này nếu chụp ảnh nó khá là giống long tu, đúng không ạ? Anh chị nhìn nó khá là giống long tu, nhưng thực ra cái cây nghệ tâm này nó khác, là thân lá nó rất là nhỏ, đã khác hoàn toàn với cái cây long tu. Đấy thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cây nghệ tâm năm cây trắng. Thì nếu mà để mà tính như là những cái cây khác ấy, thì cái cây nghệ tâm này thì nó là một trong những cây gọi là, nếu tính xét thì nó cũng là dạng đột biến rồi, nó năm cây trắng. Nhưng còn cái cây này thì ăn ba thì không có. Còn một số người thì có cái định nghĩa về cái sự khác biệt này. Đấy, đây là một cái bông năm cây trắng rất là đẹp. Đây là cây nghệ tâm anh chị. Đấy, nó hơi nắng nên là nhìn nó không thật được lắm, nhưng mà nó cũng rất là đẹp, đúng không anh chị? Cái cây nghệ tâm năm cây trắng này ấy, thì nó là một cái cây so với cái cây nghệ tâm tím trắng tím họng vàng ấy, thì cái này nó cũng là dạng đột biến, một dạng biến thể nào đó của cái cây hoa lan. Bởi vì bình thường thì những cái cây mà nó không giống bình thường thì mọi người hay gọi nó là như vậy, đúng không? Và người ta cũng hay công nhận những cây semi này một nửa đó. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người về cái cây hoàng thảo nghệ tâm năm cây trắng. Em sẽ giới thiệu một chút về cái thân lá để không làm mất thời gian với chị. Đấy, đây là một cái cây nghệ tâm, thân lá nó đây anh chị. Đấy, thân lá nó rất là nhỏ anh chị nhé. Nó chỉ dài khoảng đâu đó khoảng một gang tay thân của nó ấy. Thì đương nhiên là nó vẫn có những cái thân dài anh chị nhé, nó vẫn có những cái thân dài, những cái thân dài khoảng tầm 30, tối đa là 40 thôi, em nghĩ là tầm tối đa là 40 thôi, bởi vì cây này nó khá nhỏ và ngắn, nó không dài. Đây, như cái chậu này là đường kính 21 thì nó cao 20 cm ạ. Chậu này cao 20 cm này, đây cho mọi người nhìn ạ. Thì với cái cây này thì nó cũng khá là nhỏ này thôi. Đây là cây trưởng thành. Cái cây nghệ tâm này thân lá thì nó chỉ dài như vậy, và nó to thì nó không to, nó không mập ú được như là dòng phi điệp hay cái gì đâu. Nó chỉ nhỏ như hạc vĩ này anh chị. Đấy, nhỏ như hạc vĩ thôi nhá. Nhỏ như hạc vĩ thôi. Nhỏ như hạc vĩ. Lá của nó và thân nó cũng rất là nhỏ. Thân nhỏ nó chỉ từ 0.3 đến 0.5, tối đa là 0.7 mm. Nếu mà mình nuôi nó xúc thuốc hoặc mập úi thì nó cũng có thể là sẽ là một sen đấy, nhưng mà cái tỷ lệ đấy thì em chưa bao giờ nhìn thấy. Những cây mà to một đường kính 1 cm thì em chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng mà những cái thân như thế này thì nó cũng là rất là to rồi. Thân này là nó là thuộc thân nghệ tâm mà chuẩn, thân nghệ tâm. Thân lá rất là nhỏ, lá của nó thì khá là dày anh chị ạ. Lá của nó thì nó to khoảng tầm 1 đến 2 cm thôi. Thường thì nó khoảng tầm 1.5, như những cái lá này là khoảng 1.5 cm, và nó dài chỉ khoảng 3 cm anh chị nhé, 2 đến 3 cm, có thể hơn 3 cm một tí. Thì có những cái thể, có những cái lá là 3 cm rưỡi 4 cm là cùng thôi anh chị nhé. Lá nó không, nó cũng khá là dày và cứng. Thì những cái cây nghệ tâm tím hay là những cái cây nghệ tâm năm cây trắng ấy, thì nó cũng là cùng là nghệ tâm cả đấy. Thế nên là mình cứ thân lá thì nó cứ phải gọi là giống nhau đấy. Còn nếu mà ví dụ như cái năm cây trắng này thì đương nhiên là nó sẽ khác cái cây mà tím. Nhưng mà thì mỗi cây nó sẽ có một số những cây khác nhau. Thì anh chị nếu mà muốn xem thêm về cái cây nghệ tâm trắng tím họng vàng ấy, thì anh chị xem thêm trên kênh Thiên Đại Ngàn Hoa, em nói rất là chi tiết rồi. Anh chị xem lại cái video giúp em nhé. Thì cái bông đấy thì là cánh nó trắng tím họng vàng. Còn như cái cây mà em đang quay đây hôm nay giới thiệu đến các anh chị là cái cây năm cánh trắng. Đấy, cái năm cây trắng này thì để mà đây thì mọi người cứ nhìn tổng thể ở trên chậu này. Em quay một vòng. Đấy, đây anh chị nhìn này, nó rất là tốt và dễ trồng đúng không? Đấy, rất là dễ trồng. Cái này như sang năm ấy thì nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái kia này nó dài ra, và đặc biệt cái nghệ tâm này á là những cái kia nó dài ra nhưng nó vẫn cứ ra hoa bình thường, mà anh chị chưa cần ghép vội, thì sang năm sẽ thành một cái chùm. Em hay gọi nó kiểu dạng như là một cái
thì một cái nơm á, to như một cái nơm á, thì nó dày và cái tỷ lệ hoa nó nhiều thì mình nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn đây thì những cái mầm gốc của những cái ấy thì nó cũng lên mầm hết đây. Những cái mầm gốc, những cái cũ là anh chị nhìn là lá, lá màu xanh mới á. Đấy, màu xanh nhạt á. Đấy. Là nó đã lên mầm hết rồi. Thì những cái này thì cái ki anh chị cũng không cần phải quá phải cắt nó ra. Cứ kệ nó cũng có thể bám vào. Thì với những cái cây này thì anh chị nên ghép vào những cái chậu gốm hoặc là những cái chậu gỗ hoặc là chậu nhựa, chậu gì cũng được. Còn nếu không thì mình nên ghép vào cái giá thể gỗ ấy. Giá thể gỗ thì khi mà nó ra ki ra mầm này, chúng ta cứ quấn nó vào thì nó sẽ thành một cái chậu to. Anh chị nhá. Đây em sẽ anh chị nhìn cái chậu rất là to, đúng không? Đấy. Rất là nhiều cây bao trùm xung quanh chậu. Thế nên là cái loại này anh chị nên ghép vào gỗ thì nhìn nó đẹp hơn, bởi vì thực ra thì giá trị nó cũng không phải là quá nhiều tiền. Anh chị có thể mua những cái hàng trang trí, anh chị thấy trên mạng rất là nhiều người có đăng những cái giò rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, thì ghép lên thì mình cứ cái ki mình cứ nuôi ra, xong ép nó vào cái giá thể luôn. Như cái này là những cái ki nó sẽ bám chui vào những cái lỗ này thì cũng kệ nó cũng được, hoặc là cắt ra mình trồng lên chậu cũng được anh chị ạ. Đấy, thì hôm nay bây giờ em vào giới thiệu cái hoa bông hoa nó một chút. Bông hoa của cái cây nghệ tâm năm cánh trắng này. Đấy. Mọi người ngắm đi. Cây này nó rất là thơm anh chị nhá. Nó rất là thơm. Nó rất là thơm. Cái cây nghệ tâm này. Đấy, cây này là năm cánh trắng họng vàng. Thì để mà nói về cái thân lá của nó, những cái cây trắng hay năm cánh trắng thì mọi người chắc cũng biết rồi. Cứ xem video của em đấy thì em cũng nói rất là rõ là những cây trắng hay năm cây trắng là thân lá nó đều xanh sạch và không ám tím. Anh chị có thể nhòm qua một cái mầm ở đây một chút đấy. Mặc dù là cái tỷ lệ này nó cũng có xuất hiện trên những cây tím anh chị nhá, cái tỷ lệ mà mầm xanh sạch này nó cũng có xuất hiện trên những cây tím, nhưng còn những cái cây mà trắng với năm cây trắng này thì anh chị nhìn gần như nó chỉ có 100% là nó xanh sạch này thôi, chứ nó không thể có chuyện thân tím mà hoa trắng với năm cây trắng thì em thấy rất là ít, trường hợp đấy cực kỳ ít và cái tỷ lệ nó không ổn định là có anh chị nhá. Có nghĩa là có những năm trắng và có những năm không trắng ấy, thì anh chị có thể tìm hiểu về phi điệp ấy, phi điệp nó rất là đa dạng. Nhưng mà với những cái tỷ lệ mà cây nào mà thân tím ấy, mà hoa năm cây trắng tuyết ấy, thì rất là ít, cũng có nhưng rất ít. Và những cái sự ổn định của nó thì mọi người nên đánh giá khi mà nó nở nhiều năm. Chứ còn thường những cái cây nó xanh sạch, thân lá xanh sạch không có ám màu tím ấy anh chị ạ, thì nó mới có những cái xác suất là năm cây trắng cao. Chứ còn nếu mà nó mà thân lá mà tím ấy, thì là cái việc đó chúng ta cần đánh giá qua nhiều năm thì chúng ta mới biết được. Đương nhiên là nó có nhiều cây vẫn có là trắng với năm cây trắng là thân tím, trắng thì gần như không có cây nào, nhưng năm cây trắng ấy, thì có những cây thân lá tím nhưng mà tỷ lệ đến ít hơn anh chị nhá, nếu mà năm cây trắng tuyết. Chứ kiểu năm cây trắng đục hoặc năm cây trắng ngà ấy, năm cây trắng đục hoặc là năm cây trắng mà màu tối tối ấy, mà nó có nghĩa là nó không còn màu tím nhưng màu trắng nó đục ấy, thì vẫn có chuyện đấy, là vẫn có và xảy ra rất nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải cần, đó chính là cây phải nở ổn định nhiều năm, chứ còn nếu mà mới nở 1-2 năm thì rất là khó để đánh giá. Thì cái cây nghệ tâm năm cây trắng này thì nó cánh của nó là trắng trắng tinh, trắng tuyết mà không có một tí ám nào cả. Đấy, trắng tuyết anh chị nhá. Môi hoa của nó cũng là trắng tuyết. Và cái mắt của nó kẻ cũng rất là đẹp, màu vàng cam. Đấy, rất là đẹp. Mũi của nó thì cũng là mũi trắng, trắng trắng ngà, sâu trắng, rất là đẹp. Bông nó nhỏ thôi và nó, nếu mà để nói là cái cây này mà tầm độ những năm 2000, những năm trước nó rất là giá trị. Nhưng mà về sau Thụy Điệp như bây giờ nó chiếm ưu thế hết. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta chơi sưu tầm những hàng lan quý hiếm thì cây này nó cũng là một trong những cái mặt bông rất là đáng sưu tầm. Bởi vì hàng công nghiệp của Thái Lan thì hay Đài Loan thì em thấy người ta chưa làm cái cây này. Và Việt Nam chúng ta đang sở hữu những cái cây này từ rừng thì nó cũng là một cây rất là quý. Và nó không phải là một bông, anh chị nhá, nó rất là nhiều bông. Đấy, giò bông nào nó cũng thế, bông này thì nó đang tàn, đang trong tình trạng đuối. Đấy, thì đây em sẽ quay một số bông nữa để các anh chị ngắm về cái màu hoa cũng như là cái đường nét, những cái điểm đẹp của nó. Sau em cũng xin phép và chào tất cả anh chị, hẹn gặp lại tất cả các bác và các anh chị vào những video sau với những cái cây hoa lan, với những cái cây
hoa lan đẹp và cách trồng, cách chăm sóc em sẽ tư vấn. Còn cái cây nghệ tâm này thì nó rất là dễ trồng, anh chị ghép vào gỗ ấy, thì về sau nó ra kia nhiều này thì nó sẽ bám luôn vào cái gỗ đấy, thì chúng ta đỡ ghép sang cái khác, giá thể khác anh chị nhé. Đấy, thì đây là cái cây nghệ tâm rất là đẹp. Cảm ơn tất cả các bác, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cây hoa lan đột biến cũng như là những cây hoa lan đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào.